Những cái câu hỏi trước mà mình trả lời chưa hết. Làm cách nào để cho trẻ nhỏ ăn uống được ngon miệng, vui vẻ và không ngậm cơm lười ăn? Tại vì mấy đứa bé, thứ nhất là mẹ thương quá cho uống sữa nhiều. Uống sữa là tự động bé kén ăn à, đồ béo, khó tiêu cho nên nó không muốn ăn cái gì hết. Cái thứ hai là mấy đứa bé ăn đồ ngọt cũng quá tải. Con nít mà ăn ngọt và ăn béo thì nó sẽ làm biếng ăn, cho nên cắt ngọt, cắt béo nó sẽ bắt đầu ăn ngon miệng. Thì thử sẽ thấy cải thiện trong vòng vài tuần, không có cần uống thuốc gì hết trơn á. Coi lại mình cho nó ăn cái gì. Và nói thật, tôi có một cái tật là hay cự nữ mấy người nữ mà ẵm con lại tôi bệnh á. Bữa hôm qua có một cái người mẹ, hai thằng con trai đều bị thần kinh hết, mà thằng nhỏ nó đâu khoảng 7 tuổi rồi, vừa chạm tới cái mốc đầu tiên là đã hoàn thiện một chu kỳ tế bào gốc rồi, thì đã bắt đầu khó rồi. Nhưng tôi nói này, hỏi thiệt cô có thương con cô? Tôi nói cô thương con cô là cô thương bản thân của cô, tại vì cô sẽ ôm thằng này tới suốt đời nè, cô phải lo nó tới suốt đời. Thì thay vì suốt đời phải đeo theo nó từng ngày từng giờ như thế này, chăn giữ từng ngày từng giờ, thì cô phải cực cho tôi đúng một năm. Kể từ bây giờ cô nhai cơm cho nó ăn, chắc chắn là nó không thể nhai được rồi. Và mỗi muỗng cơm cô phải nhai trên 25 cho tới 30 phút rồi mới có cho nó ăn phân nửa, cô nuốt phân nửa. Và trị theo cái liệu trình của tôi là uống sắn dây mỗi ngày, vẫn phải làm cách nào cho nó uống sắn dây và vẫn phải làm cách nào cho nó ăn được cơm của mình nhai, tới khi nó tỉnh bắt nó nhai. Thì một năm sau đứa bé này sẽ tỉnh. Ở đây nếu mà những bà mẹ mà có con thuộc cái dạng thần kinh kích động bị cái gì đó mà không thể chữa bằng tây y được nữa rồi, thì chúng ta bắt đầu sử dụng bằng cách này sẽ cứu được cuộc đời của đứa nhỏ. Là cha mẹ bắt buộc phải nhai rất kỹ, nhai càng lâu chừng nào thì càng nhanh khôi phục não bộ đứa bé chừng đó. Thì những trường hợp thậm chí cả những đứa bé mà nó bị không có khả năng phát triển như những đứa bé khác, thì nhìn thấy biết, nhìn cái lỗ tai là mình biết bà mẹ mang thai ăn cái gì liền. Nhìn đứa nhỏ là tôi biết bà mẹ ăn cái gì, mà nói là không có chạy được, nói là trúng bốc ăn cái đó. Không ăn cái đó là không có sanh ra thằng nhỏ cái lỗ tai đó, cái khuôn mặt đó và cái bệnh đó. Cho nên tất cả những cái bệnh của đứa bé trước 7 tuổi là 100% cái lỗi bà mẹ, không có tha miếng nào. Đừng nói tôi mang nặng đẻ đau rồi giờ đổ thừa cho tôi nữa, tôi nói là không có đổ thừa là không có được. Để mấy người phải ý thức một cách rất rõ ràng, trước khi mình là lãnh cái thiên chức làm mẹ là mình phải biết làm thế nào để nuôi thai cho tốt và làm thế nào để nuôi con cho tốt trước 7 năm đầu đời của nó. Tôi chỉ cần yêu cầu bà mẹ nuôi đúng 7 tuổi xong dục nó ngoài đường đi, không cần làm cái gì nữa nó cũng trở thành cao thủ rồi. Còn mà nuôi không tốt là cả đời mình khổ. Cho nên mấy đứa nhỏ bị bệnh thì mấy bà mẹ phải bắt buộc, bây giờ phải bắt buộc là và sửa đổi từ bây giờ.